Ngày 23 tháng 7, công an quận Thanh Khê Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Quang Thông, 53 tuổi, ngụ đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4 năm 2018, do mê cá độ đá banh, Thông vỡ nợ. Thông không dám ở nhà mà đi trốn trong một số nhà nghỉ khách sạn. Để có tiền trả nợ, Thông tự xưng là Việt Kiều đang làm chuyên viên cao cấp của Hội chữ thập đỏ quốc tế về nước để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mua nhà ở xã hội. Thông đã đến cơ quan quản lý chung cư thành phố Đà Nẵng xin các biểu mẫu mua nhà chung cư rồi photo ra thành nhiều bản đưa cho các bị hại, yêu cầu điền thông tin để tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền. Đến nay, cơ quan điều tra xác định thông lừa đảo 13 người, chủ yếu là người nghèo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.